Đây là vừa xong chúng ta đã cùng nhau làm cái phần phương thức trả về cái dạng void, tức là cái dạng không trả về cái gì, dạng hư ảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến dần phương thức dùng rất là nhiều cái dạng này. Đó là các cái dạng phương thức mà trả về cái giá trị thông thường. Đó là kiểu float này, in hay non vân vân. Đấy. Ví dụ chúng ta làm một cái phương thức đơn giản là chính tính, gọi là tính tích hay là tính tổng hai số cũng được. Đấy, mang rất minh họa. Các em quay về phần đầu tiên này. Đấy. Hoặc như này. Các em nào còn nhớ Pascal chẳng hạn, hay là phần chi có những cái kiểu định nghĩa, như là chúng ta phải là định nghĩa những cái tên mà nhất là đầu tiên, sau đó viết ở gọi. Nhưng cái đấy nó không đúng cho phần Java với C#. Đây như các em thấy có thể viết hiểu lầm như này. Thường thường em viết các phương thức trước này, sau đó phần cho cái phần gọi là còn dưới với gọi đúng không, như này này. Hiển thị tận ở trên đầu, xong phần main bên dưới với gọi. Thì có thể chúng ta hiểu lầm nó phải định nghĩa phần dòng trên trước với gọi. Nhưng C# không phải thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Cái phần phương thức trong C# nó hoàn toàn đứng ở đâu cũng được, miễn là nó được định nghĩa ok. Các em nhỉ, có thể đứng trước cái main cũng được, đứng sau cũng được. Bây giờ ta ví dụ là trường hợp đứng sau nhé. Đó là ta viết một cái là public này, static này, kiểu trả về là in này, và trong ai gọi là tính sum. Đấy, truyền vào hai số A và B. Các em cảm thấy xy cũng được, cái tên cũng quan trọng. Đấy. Và trong này chúng ta khai báo một cái biến S bằng A cộng B này, chúng ta return S. Đấy. Đôi khi viết tắt thì chúng ta có thể return A cộng B cũng ok, nhưng mà nên viết theo kiểu này, chúng ta đến bug có những cái trường hợp mà đặc biệt chúng ta làm thì dễ hơn. Ok được các em nhỉ? Còn viết khác chúng ta có viết kiểu này cũng được. Đây có những người viết ta có thể đôi khi các em nhìn dạng này return A cộng B luôn đều ok, nhưng ta nên viết theo kiểu một cái biến phụ để khai báo như này. Còn trường hợp chúng ta code trong sáng dễ dàng và đến bug bảo trì nó dễ hơn là viết kiểu gọi là viết gọn quá. Đấy. Khi mà viết code xong chúng ta lại dán mác như cái lần trước bằng chú thích bao trường này, sược sược đây. Đây là phương thức trả về giá trị kiểu nguyên. Đấy. Đây là số thứ nhất này, đây là số thứ hai, chúng ta giải thích vào đây. Bây giờ ta quay lại cái lần trước này. Chúng ta đang ở cái phần kiểu trả về. Lúc trước chúng ta để là kiểu void, còn bây giờ chúng ta kiểu trả về chúng ta đã là kiểu in. Ok các em nhỉ? Đây chính là cái phần ứng với kiểu trả về. Đấy. Đây nó không phải là void nữa. Ta phải ghi chú bên cạnh này là khác void. Đấy. Các kiểu thì phổ biến này. Chúng ta ghi chú này, với dạng này bắt buộc phương thức phải có từ khóa này, khóa return để trả về giá trị. Nó đấy. Nếu không thì chương trình sẽ vào lỗi. Và cái dạng này có những trường hợp mà các em có một cái từ khóa trả về rồi, nhưng cái từ khóa đấy nằm trong if thì chương trình nó vẫn báo lỗi. Các em có xong chưa? Để anh ví dụ luôn cái trường hợp đấy nhá. Có xong rồi các em. Đấy nhá. Cái ví dụ bắt buộc như sau này, bây giờ các em chỉ cần quay về cái phần chỗ phương thức này thôi. Nó đang có cái phần return s, cái comment nó vào đây. Đây chúng ta build này. Đấy. Đây khi mà cái xuất hiện cái cửa sổ này nó thông báo đây này. Build bị lỗi này, bạn có muốn tiếp tục và chạy cái gọi là NAT successful build. Các em có hiểu cái thông báo không nhỉ? Khi như này nhá, thông báo này có nghĩa đơn giản như sau này. Cái chương trình chúng ta hiện tại đang bị lỗi. Nó hỏi mình là có muốn chạy cái bản build gần nhất mà thành công hay không. Và đây chính là cái có nhiều người được cho anh hay hỏi trên group là dạng này, tức là bảo sao tại sao code mà em sửa sang từ A em sửa sang B rồi nó chạy vẫn là cái A, tức là vẫn chạy cái code còn là gọi là đã từ lần trước cũ rồi. Nguyên nhân nó gặp cái trường hợp này khi mà chọn vào yết thì nó vẫn chạy cái chương trình root lần trước đang là A, vẫn là chạy là A thôi.
mà mặc dù đã sửa sang cái B rồi, quy chất đơn giản nó chưa build sang cái mới, ok được em nhỉ? Nếu cái chương trình này nó chạy như nó bị đấy thì chúng ta thể như sau này. Đây nhá, môn nhỏ nhỏ này, nó mới chất chính sử dụng. Khi mà các em muốn build lại từ đầu, các em kích chuột phải này, đây nó có các lựa chọn là build luôn này, rebuild là build lại này. Nó có một cái đặc biệt, đây là có một cái cờ nia này, là cái xóa. Cờ nia có tác dụng như sau, chúng ta kích chuột phải này, chọn vào open folder in browser, chúng ta mở cái này ra và pin này, và chúng ta đang debug. Cái pin debug nó liên quan đến cái phần quá trình ta cài đặt ở bên trên này, nên là các em thấy này, pin này, renew này, đâu nhỉ? Thì nó sẽ tương ứng các folder ở trong cái phần pin, các em thấy này. Nếu để chế độ renew sẽ thêm một cái thư mục renew ở đây. Chúng ta pin debug thì nó sẽ vào đúng cái này, là do chúng ta để cái chỗ này đang để debug. Ok các em nhỉ? Bây giờ chúng ta vào trong cái thư mục debug này. Xóa cái đống đi này. Chúng ta sẽ thấy có hai file. Ok nhỉ? Thì rõ rồi nhá. Khi mà ở trong Visual chúng ta kích chuột phải và chúng ta chọn vào cái lựa chọn clear này thì nó sẽ xóa toàn bộ những cái file mà build trong cái Visual tạo ra. Có nghĩa là hai cái file đang có đây các em này, nó sẽ mất đi. Để chúng ta xem nhá. Nó đang có này, chúng ta chọn clear này. Nó ghi này, success, không fail, không skip. Các em thấy này còn gì nữa? Nó ghi là zip folder empty này, nó bị xóa mất cái hay vào xong rồi. Ok nhỉ? Bây giờ chúng ta lại tiếp tục chạy này, xem nó còn lựa chọn lại không nhá. Đây, yes. Khi mà chúng ta chọn yes trường hợp nó cần nên sẽ thông báo một cái dấu x đỏ. Bởi vì nó không còn một cái bảng nào build successful nữa. Ok các em nhỉ? Chúng ta xóa hết rồi mà. Nó ra cái này. Và đôi khi các em sẽ cảm thấy cái này rồi ra. Đây là nguyên nhân nó ra những cái thông báo này. Ok các em nhỉ? Đấy, có những người này phải thắc mắc cái file em cứ sửa rồi để cứ chạy cũ nó đo cái này, chú ý nhá. Cứ chọn ít ít thì chạy nó lại cứ chạy cái mới. À, bây giờ chúng ta xem cái thông báo này. Khi mà một cái phương thức nó có trả kiểu trả về, nó dạng không phổ biến, nó không phải là void nữa, mà chúng ta lại không có từ khóa return, tức là không có cái return này, thì chúng ta sẽ nhận một cái thông báo lỗi đây, các em nhìn thấy này, not on code này, path return a value. Các em đọc cái dòng này, nếu các em cố tình tạo lỗi ở trên máy các em đọc lên trên máy cho dễ. Thông báo lỗi là chung hết chứ không phải là máy nào mỗi máy mỗi khác. Ok nhỉ? Nó chỉ khác nhau về cái phần số dòng thôi này, nên nó thông tin theo từng cái code các em này khác. Còn cái phần thông điệp gọi là death sử giống y nhau. Đây này, sum này, nó ghi rõ này, các em nhìn rõ nhá. Khi mà thông báo lỗi chúng ta nhìn thấy có cái mã lỗi đầu tiên này. Cái thứ hai là cái phần mô tả. Đây chính là cái phần gọi là điểm nhấn để giúp chúng ta sửa lỗi. Có rất nhiều bạn như này thấy nhiều Facebook học, không biết là học bao nhiêu mà hỏi những cái câu gọi là lỗi rất là phổ biến. Bởi vì không chịu đọc dịch ra thì hỏi rồi. Khi mà trong lập trình đơn giản, các em đầu tiên phải dịch được cái lỗi là thông báo là gì nữa. Chúng ta chưa cần biết cách fix nhá, như cái này chẳng hạn. Nếu các em không biết thì cần copy chuyển sang cái phần Google Translate, nó tắt này rồi. Các em paste vào đây. Hoặc đơn giản nhất, chúng ta bật một cái Google lên nhá, chúng ta vào đây. Ví dụ chuyển sang một cái tab Google này. Đấy. Đây là cách đơn giản nhất chúng ta như này. Cái cánh chuột phải này. Đây là cách này. Thực ra cái này không phải anh tự nghĩ ra, mà đợt trước anh nghĩ là gặp có một làm đầu hồ sinh viên ấy, anh có tiếp xúc với những anh làm ở FPT rất là lâu rồi. Anh nghĩ là các anh rất là giỏi cái gì cũng biết, nhưng khi hỏi thì các anh đều là dùng cái là copy hay là paste Google, paste ra enter. Đấy, sau đó chúng ta nhận gì nhỉ? Các em thường mở link khác bằng cái nào? Có phải chúng ta dùng cái này không? Đúng rồi, chuột giữa. Có thể nhiều người không biết, chúng ta chỉ cần nhấn chuột giữa thôi. Một cái cứ để nguyên như này, nhấn chuột giữa này. Đây một chút dùng kinh nghiệm, có thể nhiều người không biết hoặc nhiều người đã biết rồi. Anh nói cho người chưa biết, cho để ý một chút. Đây này. Chúng ta chú ý là chúng ta thường thường chỉ cần quan trọng nhất là cái mã hoặc là cái thông điệp, cái thông báo, còn cái dòng bên trong này bỏ hết đi. Đây. Đây. Nếu mà để món này chúng ta hay dùng cái notepad này này. Các em có một notepad. Nó dài quá đây đúng không? Đây chúng ta chỉ quan trọng nhất là cái phần thông báo đây này. Đây là cái phần từ khóa chính nhá. Trong một đống cái phần thông báo các em phải xác định được đâu là cái chúng ta cần phải quan tâm đúng không? Những cái này chúng ta lại là NCT không có quan tâm gì cả. Các em phải quan tâm cái dòng là error là gì này. Sau đó là cái phần thông báo này, các em copy cái đoạn này ra. Copy này. Đây là ví dụ nhá, cái này không phải gọi là rất là dễ đâu, nhưng có trường hợp các em không biết chẳng hạn. Các em nên làm kiểu này, nên làm nó thế này. Thấy không nhỉ? Chúng ta kích chuột giữa này, ra một đoạn này. Và thường sẽ đang sang Stack Overflow rất là rất nổi tiếng. Hoặc là ngay từ cái trang chủ của Microsoft nên sẽ có. Đây này. Đây là trang gốc luôn này, nó giải thích luôn bên cạnh. Và chẳng có cái sách nào nó đầy đủ một cái trang này cả. Đây là cái trang nguồn này. Đây, tất cả đều biên dịch từ đây hết. Đây có thư viện giải thích đây này, nó các bạn forum này. Đây là một cái cách khi mà các em làm nên tự tìm cách cho mình.
chúng ta chỉ hỏi người khác đồng nghiệp khi mà chúng ta thấy bó tay rồi, ok rồi nhỉ? Còn những cái dạng này nó thông thường các em nên tự xử lý, và ta đều dựa vào cái thông báo này. Các em chú ý học cái này, đây là cách học rất là nhanh, không biết học có thi sao tất cả những người khác các em đều nên dựa theo cái cách học như thế. Chúng ta cứ xác định lỗi là gì, chúng ta dịch cái lỗi thông báo ra, khi không hiểu chúng ta paste Google. Và dịch cái này ok là không trả giá trị, nghĩa chúng ta thiếu return nó, chúng ta dịch được ngay đúng không, chúng ta phải trả về return cho nó, return s. Ở bên trên có ghi chú một dòng đó là nếu như đây này không return thấy thì cho nó, nhưng đôi khi có trường hợp các em có từ khóa return nhưng vẫn vào lỗi, các em nghĩ là có, các em chưa thử gỡ không, nếu như này giả sử bây giờ không phải return thẳng, các em nhét được một cái if s lớn hơn 100 như này chẳng hạn, có nghĩa là chỉ return khi mà s lớn hơn 100 đúng không, chúng ta build này các em thấy như nào vẫn bị lỗi đúng không, mặc dù chúng ta có từ khóa return rồi này, ok đây nhỉ. Nhưng nguyên nhân là vì nó nằm trong một cái công nền if, và công nền if này có phải lúc nào cũng chạy không các em? Nó chỉ thỏa mãn khi mà tổng của ta bằng 101 thì đi với được không? Bây giờ 100 trở lại thì nó không return. Như vậy là nó không thỏa mãn cái điều kiện của cái phần phương thức trả lời khác hoa, nó vẫn chết. Các em hiểu cái này? Do vậy nếu mà cái này hết lỗi phải như thế này này, nếu như mà chúng ta phải thêm cái trường hợp L thì ta phải return 0 này. Đấy. Như này thì đảm bảo là chương trình còn lỗi nhỉ? Khi mà lớn hơn 100 thì trả về S, còn nếu không ta trả về 0. Đấy, dạng mặc định. Lúc đấy chúng ta build thoải mái. Đấy. Nó sẽ chạy được. Đây có một ghi chú nhỏ nhỏ các em này. Các em thấy công lệnh return thì có nghĩa là gì? Như nói trước này, có ai còn nhớ? Các công lệnh này sau có được chạy không các em? Như vậy nếu như không được chạy thì cái L này có nghĩa lý gì không? Có cần thiết phải có. Đây là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ các em để ý nhé. Thông thường chúng ta ít phải có L để đảm bảo là cái câu trên nhận rồi thì câu dưới không được chạy, ok nhỉ? Nhưng cái return này nó có tác dụng, nó mang tính chất là mạnh hơn cái ít rất là nhiều. Nó đã dùng return đây để đảm bảo những công lệnh sau này đều nó đi hết. Do vậy khi cậu đã có phần return rồi, chúng ta hoàn toàn bỏ cái L này đi. Cái này gọi là có thì thừa mà không có thì thiếu. Do vậy cả chúng ta chỉ cần return này thôi. Các tưởng tượng nhỉ, có nghĩa anh có thể xóa cái này đi nhá. Đây nó chỉ cần return này thôi, không cần L cũng được, nó sẽ đỡ lên một cái dòng L và code chúng ta nhìn nhận đơn giản hơn. Tức là nếu ok thỏa mãn, còn không return bình thường. Có thể các em nhìn thấy cảm giác bị ngờ ngợ à, tại sao nếu bây giờ là L thì nó lại là cái phần if nó vẫn chạy đây thì sao đúng không? Nó không thể xảy ra trường hợp đấy được. Bởi đã return đây thì hoàn toàn công lệnh return không này, tất cả hàng trăm code sau này đều đi hết. Các em hiểu chưa nhỉ? Do vậy các em chú ý nhá, chúng ta không nên viết code của này làm gì nó thừa đi. Nếu nhiều người ta làm nhiều, người ta lại bảo cái này thằng này code vẫn gà, nói chung là mới học thôi. Tuy nhiên đây nó có return rồi thì làm gì cần L nó thừa đi. Cái này bảo ít thì phải có L, nên là rất là kiểu nó dập khuôn. Ok rồi nhỉ? Chúng ta phải sáng tạo, chung linh hoạt một chút, xóa này đi. Không dùng làm gì cả. Ctrl KD để format nó lại. Ok rồi các em. Đấy hướng dẫn nhân luôn để cho các em viết code nó gọn và nó đẹp nhá. Viết xong hết rồi các em. Đấy rồi chúng ta sẽ gọi cái phần phương thức này này. Chúng ta sẽ chú thích cái phần hiển thị này vào nhé. Chúng ta test cái kia và mất thời gian cho đúng này. Đó. Ok, ok. Đây chúng ta sẽ phần gọi phân phương này. Thì chúng ta sẽ ví dụ nâng giá trị một cái x này bằng 10 này, y bằng 20 này. Đấy. Và chúng ta khai báo một cái z để gắn bằng sum của x và y. Đấy. Cái này các em thể nhập vào cái console chấm tay, còn đây cố định một giá trị chúng ta test luôn, không phải nhập. Nó là test không nhất thiết phải nhập cái giá trị kia vì nó không quan trọng lắm. Đấy. Ấn F9 vào đây. Bây giờ chúng ta chạy thử này. F5 này. Đến phần chỗ Z này, chúng ta nhấn F11 vào trong này. Chúng ta thấy các giá trị này A và B này. Các em thấy có gì khác biệt không? Ở bên trên những định nghĩa khai báo nó là x và y. Bên trong chúng ta khai báo các cái phân số định nghĩa là gì nhỉ? A, B. Theo các em nhận nó có bị xảy ra lỗi không? Hoặc là có giá trị của nó không đúng không? Ví như này nhá. Chỗ này là x, y này. Còn chỗ này là A, B. Các em thấy tên nó khác nhau đúng không? Có ai cảm thấy ngờ ngợ, cảm thấy không tự tin không? Mà mình chưa đi tin tưởng cái của này ấy. Đôi khi chúng ta hay quen kiểu đây là A này, chỗ này cũng phải là A thôi. Đấy, nhưng chỗ này chúng ta thấy một chỗ A, một chỗ X. Tên hoàn toàn khác nhau này. Tuy nhiên các em hoàn toàn yên tâm về đấy, vì cái tên này nó chỉ mang tính chất gọi là
đây người ta gọi là cái phần tham số hình thức, tức nó chỉ gọi mang tính chất là cái vỏ thôi, quan trọng nhất là cái nõi bên trong, tức là cái giá trị của cái thằng này là giá trị bao nhiêu, ok nhỉ? Hoặc thậm chí giờ chúng ta không thích x với y nữa, mà chúng ta viết kiểu gì nhỉ? Cái này viết có thể y lên trước này, hoặc y hoặc y đều được, chẳng sao cả. Hoặc thậm chí như này, chúng ta không viết quyền biến, chúng ta hát code 10, 30 ở đây, có được không các? Hay là có bị lỗi nhỉ? Lỗi không? Có hay không đây? Các em cứ đoán thoải mái đây nhá. Bình thường lúc trước đang là x y đúng không? Bây giờ không thích, anh gọi thẳng giá trị nên là 300, nên là 20 chẳng hạn. Chả gần khai báo biến, có bị lỗi không các? Nó hoàn toàn không bị, bởi vì là cái 300 này nó sẽ truyền vào cho cái A này. Còn tiếp theo cái giá trị 20 nó sẽ truyền vào cho cái B, nó thanh toán bình thường. Đấy. Cái chỗ này nó đang chạy đầu, chúng ta sửa giá trị nó chưa chạy theo. Các em hiểu được nhỉ? Nên kết quả nó sẽ theo cái cũ là A bằng 10, B bằng 30. Nếu chúng ta nhấn F10 chạy tiếp này. Đây nó đòi đi tan luôn vì chúng ta đang sửa. Đấy đi nhá. Rồi thì tắt đi chạy lại cho dễ. Đây là cái phần giá trị gọi tham số, các em phải truyền giá trị của biến này, của đối tượng này, hoặc truyền thẳng giá trị đều ok. Chúng ta nên truyền theo kiểu dùng biến này cho cái code của chúng ta trong sáng. Tránh trường hợp truyền thẳng nó mang tính chất gọi là hard code. Nếu như vừa xong ta truyền theo kiểu là một tay mưa hay là như này hả? Đây gọi là hard code. Nếu anh nói các buổi trước chúng ta không nên sử dụng hard code. Hard code đây gọi là code mang tính chất nó tà đạo, nó mang chất nó không rõ ràng. Các em không nên dùng kiểu này nhé. Nếu mà một người khác đọc thì tại sao lại 200 để sao là 300? Ok nhỉ? Nó có hai những câu hỏi rất là thừa. Và giả sử ngay chính bản thân người viết code ra, nếu viết kiểu này một thời gian sau, chúng ta chẳng nhớ được tại sao trước mình để 200 nữa. Viết 200 là cái số gì đây? Có sửa được không hay là phải buộc 200? Lúc đấy là đau đầu ấy. Mà càng đau đầu thì chúng ta lại muốn nâng cấp lên đúng không nhỉ? Nếu ta đặt một cái biến, giả sử đây là một cái là số thứ nhất, hay là một cái hằng số, hoặc là một cái số lượng gì đấy, chúng ta nên đặt có rõ ràng như thế. Ok được em. Chúng ta chạy lại test nhá. F9. Đây, F11 này. Đây, chúng ta di chuẩn lên trên hoặc cursor quét chúng ta xem này. Khi mà những cái biến có sẵn chúng ta muốn xóa nó đi bằng cách chúng ta làm sao này? Kích chuột phải, chọn vào cái phần Cneo này, nó xóa hết các cái phần trước đã gõ đi. Cái muốn gõ xem giá trị này, gõ A này. Chúng ta gõ xem giá trị đây bình thường, B này. Đấy. Chúng ta thấy A là có giá trị báo biểu 10 này. Và cái tay của nó để bên phải này. Tay này để kiểu Y. Tương tự này, B20 cũng kiểu Y. Ok được em. Thậm chí các em muốn tính toán cũng được, khi ta viết A cộng B ở đây này, nó cũng ra được giá trị khoảng 30. Chúng ta xem thẳng trên này, chưa cần trả về giá trị, ta xem ok. Về cách dùng debug, các em cứ dùng vài lần sẽ thấy cái này rất là dễ dùng và thuận tiện. Thế chúng ta xem ở đây này, F10 tiếp, F bằng 30 nhưng ta cần phải giá trị lớn 100, vậy giá trị biểu thức bằng fail luôn này, bằng full chỗ này chúng ta nhìn không nhỉ? Đây di chuẩn thì có luôn đấy, F10 tiếp này. Đấy, và nó sẽ không thể đi tên giá trị F bị giá trị không luôn, do cái giá trị kia nó to quá. F10 này, chúng ta có thể Z bằng 0. Ok được em. Đấy là cái dạng phương thức nó trả về giá trị. Đấy, cách thứ chúng ta đã gọi rồi. Bây giờ chúng ta còn cái mục 4 rất là quan trọng, đó là cái phần nạp trồng phương thức. Như vừa rồi chúng ta dùng một chút nên chưa giải thích, đó là cái phần hiển thị này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần này nhé.